Jisoo Blackpink bị vả lây sau bom tấn zombie hủy phát sóng vì bức ảnh selfie. Sau khi Joseon Exorcist, Pháp sư trừ tà Triều Tiên bị hủy chiếu sau bê bối sai lệch lịch sử, một bộ phim khác đang được cư dân mạng Hàn cho vào tầm ngắm, đó chính là Snowdrop, hoa tuyết điểm của Jisoo Blackpink. Ngày 25 tháng 3, Jisoo đăng những bức ảnh selfie mới lên trang cá nhân. Thành viên Blackpink gửi lời cảm ơn đến những người bạn. Fan đã gửi xe coffee đồ ăn tới phim trường Snowdrop. Tuy nhiên, bài đăng của nữ idol vấp phải nhiều chỉ trích của netizen Hàn. Snowdrop bị nghi ngờ là bộ phim làm sai lịch sử, có nội dung nhạy cảm liên quan đến mối quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc. Nội dung Snowdrop lấy bối cảnh năm 1987, thời điểm các phong trào dân chủ ở Hàn Quốc tạo nên nhiều cuộc biểu tình yêu cầu giải tán chính phủ. Nam chính Im Soo-ho, Jung Hae-in tham gia biểu tình và sau đó phải trốn vào ký túc xá nữ. Eun Jung-cho, Kim Ji-soo là người giúp đỡ anh, từ đó cả hai phát triển mối quan hệ lãng mạn trong bối cảnh chính trị nhiều biến động. Thực chất, ngay từ khi công bố nội dung, Snowdrop đã vấp phải tranh cãi lãng mạn hóa hình ảnh lính Triều Tiên. Tuy nhiên đến nay, làn sóng âm ỉ này ngày càng lớn hơn, nhất là khi lại có sự tham gia sản xuất của YG. Các ý kiến chỉ trích cho rằng, biên kịch đã gián tiếp buộc tội các nhà hoạt động dân chủ Hàn Quốc, lãng mạn hóa những gì các nhà hoạt động phải trải qua. Nỗi lo sợ lớn nhất của netizen Hàn chính là phim đã xuyên tạc lịch sử. Diễn viên chính lại còn thuộc nhóm nhạc đang có sức ảnh hưởng cực lớn trên thế giới. Điều đó khiến fan quốc tế hiểu sai về lịch sử đấu tranh của Hàn Quốc. Một số bình luận của cư dân mạng, bộ phim đó gián tiếp buộc tội những nhà hoạt động dân chủ là gián điệp mà, cần ngăn chặn ngay lập tức. YG là kẻ đứng sau bộ phim này đúng không? Đúng là cái công ty của Trung Quốc mà. Snowdrop cũng phải bị dừng quay ngay. Đám diễn viên đúng là không biết xấu hổ. Đăng ảnh vào lúc này là có ý gì chứ? Làm idol thì cũng phải học lịch sử nước nhà chứ. Trước tôi thích Jisoo lắm nhưng giờ thì tạm biệt nhé. Quả là một cô nàng ngu ngốc. Thất vọng thật, tôi từng thích Jisoo. Thật thiếu suy nghĩ, quả nhiên là idol đến từ công ty chuyên phạm pháp. Gần đây, bộ phim Joseon Exorcist, Pháp sư trừ tà Triều Tiên của đài SBS đang bị khán giả tẩy chay vì những tình tiết cố tình xuyên tạc lịch sử, không tôn trọng văn hóa nước nhà. Nhiều tạo hình, đạo cụ trong phim được cho là học hỏi văn hóa của Trung Quốc, có nhiều tình tiết bôi nhọ vua Tê Dông, người rất được kính trọng ở Hàn, có công giúp đất nước phát triển kinh tế. Điều đáng nói là Joseon Exorcist là một tác phẩm do YG đầu tư sản xuất, nên netizen nghi ngờ công ty đã tham lam số tiền đầu tư từ Trung Quốc mà chấp nhận làm sai lịch sử nước nhà. Chính vì điều này mà bộ phim Snowdrop do Jisoo đóng chính cũng đang gặp phải những tranh cãi. Thậm chí có một số netizen cho rằng Snowdrop cần phải ngừng quay hoặc thay đổi kịch bản vì có quá nhiều lỗi sai. Việc Jisoo đăng ảnh hậu trường Snowdrop gần thời điểm Joseon Exorcist hoãn chiếu cũng bị coi là hành vi thách thức dư luận. Theo đó, nhiều diễn đàn đã bắt đầu mở kêu gọi đến đài GTBC yêu cầu hủy chiếu bộ phim, dù đến hiện tại Snowdrop vẫn chưa hề tung ra bất kỳ trailer hay poster chính thức nào. Thật không biết nói gì hơn ngoài YG quá đen. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến ủng hộ Jisoo cho rằng cô không làm gì sai khi đăng ảnh hậu trường phim. Bên cạnh đó, còn quá sớm để đánh giá Snowdrop có làm sai lệch hay lãng mạn hóa lịch sử hay không. Bình luận của cư dân mạng Việt, tôi còn đang tò mò về kịch bản phim như thế nào mà các bạn lại phi như bay phán luôn cả bộ phim và diễn viên rồi à. Food truck do các thành viên cùng nhóm, do nhãn hàng, do fan gửi đến để ủng hộ Jisoo, diễn viên cũng như các staff. Kim Jisoo cảm ơn là sai à? Hơn chục post cảm ơn trước đó cũng đã thể hiện Jisoo luôn trân trọng tình cảm của tất cả mọi người. Giờ lấy lòng cảm ơn của Jisoo để xuyên tạc khủng điên. Anti thì cũng bắt cho đúng. Phim dính dáng tới Triều Tiên quả là nhạy cảm, nhưng kịch bản và cốt truyện còn chưa biết chi tiết thế nào. Nếu phim ra dở ek sai bét thì hãng buông lời nặng nề. Phim chưa có bất cứ teaser, trailer chính thức nào, nhưng chỉ vì là idol nhà YG nên bị mạt sát như thế. Lần đầu tiên đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim của Jisoo gặp nhiều trắc trở. Thành viên Blackpink bị ném đá là vì idol, nhưng lại nhận vai nặng ký, khiến những diễn viên thực lực đóng vai phụ. Nhiều ý kiến nghi ngờ Jisoo lợi dụng sức ảnh hưởng của YG để có vai diễn. Phần kịch bản cũng gây nhiều tranh cãi. Netizen dự đoán khi phim phát sóng sẽ gặp những ý kiến phản đối gay gắt, nhưng phía nhà sản xuất vẫn không thay đổi ý định.